Supermoviet.vn bán ít quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello cho bạn nha, ngày hôm nay Mô Việt sẽ vác con cá chạch cừu Grot đi rừng mùa 20. Thực ra thì cũng làm clip đi rừng mùa 20 với con cá này rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều anh em yêu cầu lên hôm nay tiếp tục vác và thể hiện cái sức mạnh của con cá cho anh em thấy. Đây là vị tướng cực kỳ khỏe trong meta mùa 20. Xem bay màu tướng địch luôn, nhưng con trâu này nó hơi bò. Mà con bò này nó trâu đấy nhở. Ok, team bạn CSA thì team mình ăn ăn rồng thôi. Chẳng có gì phải lên đó tranh cả. Ở lên nào, ăn lên đấy anh em ơi. Mà ăn rồng đầu game có lợi thế hơn, farm nhanh hơn. Violet farming hơn, rồi thậm chí Flash, Kali, rồi Guka. Team mình anh em ơi, toàn lết là lết thôi. Vậy thì chơi sao? Con cá có phải thuộc lết game mới chơi được hay không? Thì cái câu trả lời là anh em ơi, không. Con cá này có thể chơi được sớm hơn. Đặc biệt sức mạnh của cá nó sẽ là vượt trội thời điểm giữa game. Đến thời điểm cuối game khi cả hai team full đồ thì cá lại không còn khỏe như nữa. Nên không phải là vị tướng lết theo kiểu quá lết mà chỉ hơi hơi thôi. Đây là anh em ơi, chém 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 chém. Ui hơi đông nhỉ. À đây thì bạn đây. Ui quay xe chạy đi đâu, chạy chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ôi con tô rô, con trâu này nó khó chịu quá anh em ơi. Khi mà có chiêu cuối, có đủ combo chương 1, chương 2, có cả mặt tính thì anh em hoàn toàn có thể chơi được ở thời điểm đầu game. Chứ không phải là cá chỉ mỗi farm không đợi late game đâu. À, một cái kinh nghiệm xương máu khi chơi những con tướng đi rừng mà anh em phải farm nhiều mới khỏe. Thì đó chính là các bạn kết hợp farm lên với farm rừng. Nếu ăn rồng nữa thì cái tốc độ farm anh em sẽ để lên thêm là đâu đây là thêm hơn mấy chục phần trăm ý, 30% ý. Cực kỳ nhanh luôn, lớn nhanh. Ơi chém đứa bố, chém đứa bố. À chém tu len mắc vô tường luôn. Diêu luôn. Ơ lưu bố là bố. Ôi xếp hàng để anh chém nào. Quá phê, chém từng đứa một luôn. Đấy anh em, đầu game vẫn chém được rất phê. Có bộ đỏ bộ xanh, có đủ combo là chơi được tất. À đây thì bạn tiếp này, không có Toro. À không có Toro thì để mình sơi cho, chạy hộ mình với nào. Ok ghê quá không? Có phải là ghê quá không anh em ơi? Thì đúng là con cá nó ghê mà, nó khỏe mà. Anh em thấy đâu mà nó khỏe gọi là late game mới chơi đâu. Đầu game cũng chơi được, đầu game cũng đã khỏe nha. Tí nữa tầm giữa game mình mới bá này. Nói chung là chơi một con tướng gì anh em nên biết sức mạnh của nó ở những thời điểm. Nó lúc nào nó mạnh, lúc nào nó yếu để mình có thể chơi tốt. Thực ra cá sợ mấy bạn xúc đam như kiểu Ziu, như Tunen. Nhưng mà vẫn chơi được nha anh em ơi. Vẫn chơi được với phong cách full đam. Mình sẽ khiến cho những bạn đó là bay màu không kịp xúc đam ý. Ở 5 phút đầu tiên anh em hãy farm ké với mid. Hoặc là lúc mà mình đến tơ lính trước ý, thì mình cũng không farm trước. Nếu mà mid ở ngay cạnh đó thì anh em đợi mid farm cùng. Nếu mid ở xa quá thì anh em ăn sạch sẽ luôn. Nói chung là đó là cách farm mà đồng đội cũng chẳng mắng được mình, bởi vì mình cũng có đợi đồng đội đến mà. Đấy, 5 phút đầu tiên mình farm ké. Còn đến 5 phút tiếp theo thì anh em thoải mái mà farm đi. Farm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà farm có vàng thì phải có đồ. Mà có đồ là phải có mạng nha. Còn farm xong fit thì thôi, anh em kiểu gì cũng bị đồng đội chửi luôn. Ốc chó nè, ra mid không được cái tích sự gì, farm hết mid rồi fit. Đó kiểu như vậy đấy, còn mình ăn mạng, ăn trụ, ăn mạng. Đó cứ phải gọi là cứ kiểu là đấm đầu vào cái mũi giáo của Kilgrot đấy, con cá này để cho mình ăn mạng hay sao ấy. Đúng là cái gì nhỉ? Ông chùm lá hit, bà chùm KS, à không, ông hoàng KS anh em ơi. Ui, đây. Thấy cái gì chưa anh em ơi? Đúng là bà trùm cái à không? Ông hoàng cái có khác. Không chụp phát nào luôn. À chụp hai phát nhưng mà
9 phát được 2 phát hụt là tỷ lệ nó rất là cao đấy anh em ơi. Nhiều anh em đi rừng mình thấy là 0010 hoặc là 02 hay là 0510 đấy. Không ăn bằng nào tầng hỗ trợ lại còn chết nhiều đấy. Thế thì làm sao anh em gánh team được? Làm sao anh em tỏa sáng được? Muốn tỏa sáng vừa fan tốt vừa ăn mạng thì các bạn mới tỏa sáng được lên, mình mới học kinh nghiệm lá hit. Thực ra lá hit của mình nó là một kinh nghiệm, nó là có cả cái sự gọi là luyện tập gian khổ mấy năm trời đấy anh em ơi, đâu phải chuyện đùa đâu. Anh em muốn tập cũng không phải là chuyện dễ đâu nha. Ok, đùa vậy thôi, cứ chém bừa mà, có cái chiêu nào mình ấn chiêu đó thôi. Chẳng qua là chơi game may mắn nhân phẩm cao thì mới làm được điều đó nhé các bạn ơi. Ok, sắp vừa đến phút thứ 8 rồi, ôi cầu băng rồi, bây giờ thì bật chiêu cuối chém luôn. Lại thì bắt mình nè, lướp lường khá hay nhưng mình quá khỏe, chém vài phát là bay màu luôn. Nhưng mà công nhận quả đấy không có cầu băng thì chắc là mình chết với tunen rồi đấy anh em thấy chưa. Chơi game may mắn ăn mạng liên tục và có những pha thoát chết thần thánh. Ở hiện tại lương vàng của mình nó quá là overlay rồi, bên kia đâu đây là chưa 4k mình đã gần 7k rồi. Đến thôi anh em ơi, chém hết. Con xe xa bóng tối sắp ra rồi, có thì mình sẽ sơi luôn để đẩy win luôn. Dầu này, lúc nào đi trước là mình chém luôn. Rồi đợi tí chủ lực tim mạng kiểu những con tướng kém có động thì mình sẽ lao vô chém như kiểu theo ấy. Lưỡi bố đi, bây giờ mình chém cũng dễ rồi. 13 nha. Ui, đồng. Không lên anh em, lùi thôi. Đang gọi là 13 mạng, mình không muốn mạo hiểm cái pha đấy. Mạo hiểm có thể chém được một đứa nhưng mà cùi cũng chết. Trên này mình sẽ lên kiếm Muramasa để chém con Toro nha. Trâu quá anh em ơi, không chém bay vào con Toro thì cũng khó chịu phết đấy. Bởi vì team bạn có Zil, có Tunen hay con cơ động. Nhưng mà cơ động này bật chiêu 2 lên chém anh em. Bạn lấy lôi động thì mình nứt chiêu 1 theo là bắt cực kỳ dễ luôn. Ở khi các bạn bật chiêu 2 lên tầm đánh nó khá là xa, anh em chém được rất là nhiều. Hay rồi, ép vô đi các bạn ơi, ép vô lấy trụ nào. Vào trận này team mình thì không có tanker. Các bạn flash đi SP thì anh em biết rồi đấy. Thế này thì kiểu bạn theo không được chơi game. Còn team bạn thì cũng AD thì mình dễ mà. Lúc nào mấy bạn kia đều bị Zil bắt dễ. Nhưng mà kiểu của con cá nó cá này gọi là cá gì nhỉ? Ôi như kiểu là Long Vương ý. Lên trước Long Vương của anh em ơi thì team bạn mới sợ như vậy. Cứ để lính lên nào, trụ dàn ngoài lấy hết đi rồi từ từ sẽ lấy trụ xong nha. Anh em lưu ý nha, con cá này thì các bạn chơi full dam thì gặp những con tướng sốc dam các bạn đừng ảo tưởng sức mạnh. Ví dụ con Zil, anh em hoàn toàn thấy là nếu con Zil còn chiêu cuối vẫn có thể giết được mình rất là dễ. Bởi vì chiêu cuối phong ba là xử lý chết mình rồi, mình có chém ở đâu, hồi máu đâu. Đó, nên là chơi con cá đặc biệt thời điểm cuối game nó không quá bá, bởi vì full dam thì các bạn bay màu rất là nhanh, tức là có đồ thôi, anh em chỉ cần không vào, các bạn vào góc, vào giao tranh, các bạn vào lỗi một tí thôi là các bạn toang luôn. Ôi, khó chịu chưa anh em ơi. Chém tơ đô hồi máu. Ui, trầu thế nhở, một ít nữa thôi. Ui, hay quá bạn ơi, nhưng mình cũng chết mất điêu rồi. Ôi, tù len làm hết kìa. Điện giật đau thực sự luôn ý. Quá là kêu. Mega kêu. Hình như không có mega kêu à. Ui, tunen xanh phết rồi anh em ơi. Không có mega, không có mega. Quét sạch. Chỉ có quét sạch thôi. Nhưng mà team bạn cũng lấy được khá nhiều lợi thế này. Trận này team tunen team bạn gánh team nha. Toàn những chất tướng của cao thủ thôi. Nhưng mà khi mình ra là mình chém hết. Ui. Đó, ui, đi chết anh em ơi. Đàm ảo thật đây. Của đấy là cái tầm 40% máu mà cũng chết vào đó. Nó khỏe mà. Tunen khỏe mà, mình bảo con Tunen là con quái vật mà anh em chỉ cần biết chơi thôi.
là bá. Nên cái giày xuyên cho phép ấy, các bạn sẽ khỏe hơn, ảo đam hơn lỗ đam, một con tướng lỗ đam mùa 20, mùa 19, mùa 18 gì đó. Vừa đói vừa tức. Vừa ăn cơm đi bà ơi, tầm này chưa ăn cơm mà bảo sao đói. Sau đây anh em nha, chiều sáng nay thì mình cũng có việc bận nên là làm clip hơi muộn. Ok. Rồi. Hiện tại anh em là chưa có link chơi game thì nhớ qua shopmoviet.vn, nhớ nha, link shop phần mô tả qua mừng game ủng hộ Việt, kiếm một cái link về chơi game. Theo tôi lên Mobile sẽ có nhiều cái map thú vị, rồi có một cái kiểu map thi đấu và một cái giải đấu nó siêu to khổng lồ, sẽ kết hợp giữa lên Mobile và Vương Giải Vinh Diệu. Chưa lần nào mà hợp tác như vậy luôn. Chưa lần nào mà có trang phục mới song sinh, nhưng mà anh em thấy là lần đầu tiên trang phục song sinh của Vio và Tôn Tự Hương rồi. Thì sắp tới sẽ có nhiều đợt hợp tác về trang phục, rồi những con tướng này để làm sao mà sẽ chỉnh sửa sức mạnh giống nhau, càng nhiều con giống nhau thì cái map đấu giải mới có nhiều tướng được đấy, mà map đấu giải chắc chắn có nhiều tướng. Ui, 660 vàng, bất ngờ chưa, mà đấy cũng nhanh đấy anh em ơi, nhưng mà mình vẫn chém được, cứ là phone đàm và các chạy hộ này qua tường vẫn chết. 17 mạng để tao lên full đam, full làm chậm. Ủa? Mà lên full làm chậm thì có tác dụng gì? Cứ chơi full đam mà bắn mình nè. Và lên thêm quả quả đao đao chi hồn nữa. Ui ui. Riết cái chiêu cuối này. Được, anh em thấy full đam chém phê chưa? Cứ phải gọi là tụt từng cúc một nha. Mà con trâu nó bò thật đấy anh em ơi, nó cho hơn con bò hơn con trâu, lì thực sự luôn. Rõ ràng mình nên kiếm Mona Masa rồi mà chém vẫn rất là trâu khi bật chiêu 2. Có nghĩa là 80% miễn thương là một cái chỉ số rất là kinh khủng luôn. Con cá này nó vừa là farm nhanh, nó là anh em thấy là mình đánh mạnh từ đầu luôn, mạnh từ đầu đến cuối luôn, với cả là ăn mục tiêu rất là nhanh thì nó rất là hợp meta, những chất tướng mà có cái sự cơ động, có chiêu lướt, có hồi phục, rồi ăn mục tiêu nhanh, farm nhanh, lớn nhanh thì nó sẽ hợp meta mùa 20. Còn nếu những con tướng mà nó kiểu quá late game, cần phải farm nhiều, đầu game yếu, bị thọt, đầu game bị ép là lát thì các bạn sẽ khó chơi cho mùa 20 này nha. Sắp Caesar bạo chúa xuất hiện rồi, đừng để mất Caesar bạo chúa nhé. Ui tu nen thì tiến lên cao tí mình chém bay màu luôn. Đây 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 cái pha này thử vô này. Chỉ hết chiêu rồi, chém 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 một đứa. Hai đứa, đó. Đang to quá đồng đội không kế được anh em ơi. 20 xác 1 phút thứ 14 thôi. Đấy tập trung này, tập trung này. Rơi lên này mọi người ơi, ơi. Ui team mình chém hai người sao chạy hướng đấy hết làm gì. Đùa. Ui tốc biến hết. Ui ui lô đậm. Ôi trời ơi, thường là mất cái sao bệnh rồi. Tớ không tập trung ở hướng kia ăn xe bọn chúa là win luôn. Thôi xong rồi. Ở đây mình xong rồi, biết ngay mà. Hay hay quá, Vlad ơi.
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.